Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích Lai Vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Với Đôi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống, có siêu bông Sài Gòn, siêu bông Minh Lợi với lại cúc Hậu Hương tại bãi kiện của anh Tám ở thành phố Cần Thơ cô chú anh chị ha. Dạ, chúc cô chú anh chị mình xem clip vui và lựa chọn những cái cây ưng ý mình chuẩn bị cho Tết 2025 cô chú anh chị ha. Em xin phép được cho clip chia sẻ luôn ạ. Dạ, xin chào anh Tám ơi. Rồi, chào Phương nè. Rồi, chào cô chú anh chị ở nước ha. Hôm nay em về một cái lô hàng quýt anh chị ơi, hàng già mùa không ha, hàng quýt là già mùa ha, cúc bi ha, cúc bi già mùa, rồi một cây 7 tầng ha, rồi đầu mình clip em vô cây số 1 là một cây siêu bông Sài Gòn, đúng không chị ơi, siêu bông Sài Gòn ha, dáng bay chị ơi, cây cực kỳ đẹp luôn ha, dáng bay nhưng mà không lắc luôn nha cô chú chị, đó cây này đang lên xù, xù chảy khúc này hết luôn toàn bộ ha chứ gì. Nhưng mà kỳ đẹp luôn, lắc ha. Cây kỳ đẹp ha. Đó, nó lắc như là cây bay mà còn lắc nữa. Lên xù nó chứ nguyên xù cục xù lên đây là bích đây luôn ha. Xù chảy bích luôn. Đế cũng khá đế nha cô chú chị. Siêu bông Sài Gòn luôn chị ơi. Dạ, em xin thông số luôn ha. Quanh là 19 đó chị ơi. Củ đế nè. Củ đế nó là 67 ha. Chiều cao là 60. Ngang 70. Dài bay đó là 1m12 ha. Rồi mã số 1 giao lưu của chú anh chị là giống bay là 1.800.000 ha. 1.800.000 bao xếp đặng chậu không chị? Dạ 1.800.000. Cái này cũng hàng vàng. Cơ ấy cho mỗi như cơ chứ anh chị. Hãy xếp mã số 2 một cây siêu bông Bình Lợi chị ơi. Siêu bông Bình Lợi dáng chật ha. Một cốt thẳng luôn ha chị ơi, lùng lực ha. Cái này để đầu bằng khách chơi tết là ok luôn nha cô chú anh chị. Dáng trực cây tầm trung dễ chơi hết cô chú anh chị nha. Đây là nở đế ha. Đây là một củ đế nở luôn chứ. Một cốt thẳng thôi chị ơi. Hoành là 23 ha. Củ đế trồng quay đó này. Củ đế là 37 ha. Chiều cao 80 thôi. Ngang 80 luôn chị ơi. Rồi mã số 2 giao lưu với chị là 1.700.000 ha. Dạ 1.700.000. Cái này đều tàn chân rồi, đang đi cơ động mới luôn. Siêu bông Bình Lợi anh chị. Dạ, cái rồi, mã số 3 siêu bông Bình Lợi anh chị ơi. Cái này cũng dán trực củ nở luôn nha cô chú anh chị. Cái dàn xương tàn đều ở trơn luôn hả. Bao ghép là mở ngút luôn á cô chú anh chị nha. Củ nở luôn á chứ gì nha. Quanh 30 hả chị? 29 hả chị? 29 quanh ha. Củ nó trồng quay luôn ha, củ nở trồng quay luôn ha. Củ nở nó 37 ha. Chiều cao là 86 ha.
1.070 ha. Rồi mã số 3 Zalo vậy là 1.900.000 ha. Dạ, một cái siêu bông bình lại nha, tôi tính. Dạ. Thế mã số 4 vậy rồi, siêu bông bình lại luôn ha. Cái này lùng lực mà cái tàn tùm lum luôn rồi cô chú chị. Mấy cái bò ghép nó mập mập hết trơn rồi nha cô chú chị ha. Cây dán trực không anh chị ơi, cây dán trực quân chữ không á, cây đẹp không á. Cái phôi không là cốt cành nó đều rồi nha cô chú chị nha. Cây này cũng có củ đế nở hết trơn luôn á. Đế nó bài ra đều hết, cắm xuống đều hết. Hoành là 28 như vậy. Củ đế đó là 40 ha. Chiều cao là 82 ha. Ngang là 75. Rồi, mã số 4 giao lưu cho anh chị là 2.1 triệu ha. Dạ, 2.1 triệu, cây lùng lực mà tàn kính tàn luôn ha cô chú anh chị. Cây mã số 5. Số 5. Ừ. Siêu bông mình lại anh chị ơi. Dạ, có một em dán trực luôn nha cô chú anh chị. Cây này tiều ràng luôn. Cái vàng xương thì kính mịt luôn rồi cô chú anh chị nha. Cây này chơi tết bình thường chị. Cái gì dưỡng là chơi tết bình thường. Tay cành này đóng tứ diện luôn cô chú. Cái củ nở cho bá luôn ha. Sẽ thông số rồi nè. Hoành là 26 ha. Củ nó 42 ha. Chiều cao là 83. Ngang là 99 ha. Rồi mã số 5 Zalo của anh chị là 2.300.000 ha. Dạ 2.3 triệu, cây này cũng lực cây lắm nha cô chú anh chị. Dạ mã số 6. Số 6 nha. Rồi số 6 là siêu bông bình lại. Cây này lùng lực của đế quá trời ha. Siêu bông bình lại hàng mô sai luôn nha cô chú anh chị. Của đế nhìn quá trời quýt luôn ha. Dạ, đế sổ đứng là cộng ghế bự bự rồi nha cô chú. Cái phôi lùng lực nha cô chú anh chị, tàn thì ấm nè. Để nó kẹo ở trong hết. Trong là kẹo hết ha. Hoành là 31 ha chị. Tổng của đế là 77 ha. Tổng hoành đế 77 ha. Nên sổ là 25 ha. Chiều cao là 72 ha chị. Ngang 72 luôn chị. Rồi mã số 6 Zalo của chị là 3.400.000 ha. Dạ 3.400.000. Cây này mà thay cái chậu viết viết một cái nữa là nhìn ngon lành luôn hết cô chú anh chị. Mã số... Số 7. Đó, cũng siêu bông mình lại luôn chị. Cái này phong cũng lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Lá thì mới ruột lá luôn nha. Cái này cũng đế sổ nơ mà nó ngon đế nha cô chú anh chị. Cây này chứ đúng rồi, em bự, em bự. Hoành là 30 ha chị. Tổng hoành đế 89 ha.
Năm sổ của nó là 22 ha chị. Chiều cao là 68. Ngang là 70. Rồi mã số 7 giao lưu của chị là 3.700.000. Dạ, 3.700.000 thôi chứ chị ha. Tiếp theo là mã số 8 ha. Rồi một cây cúc họ Hương già mùa chị ơi. Cây này 5 mùa ha chị ơi. Ừ. Dạ cái tàn thùm lum luôn với cô chú, một người ôm là không. Cây này một dày xương thì khỏi chơi luôn rồi cô chú anh chị ha. Cái cốt chi ghép rất là to luôn. Đặc biệt cây này ghép có một bo ha chị ơi. Dạ. Đó, già mùa một bo ha. Hồi đó giờ mới thấy ha chị ơi. Một bo mà nó đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, bo của nó chị ơi. Ha, ghép lại ông bo một ha. Quanh bo này chắc cũng khoảng mười mấy ha cô chú. Mười mấy luôn rồi đó. Một bo một hả chị ơi. Hàng này hàng độc luôn ha. Hàng già mùa chị ơi. Cây này tết nó chỗ bông cái không còn gì ha chị ơi. Họ Hương mà già mùa thôi. Hỏi nói hỏi bàn chị ơi. Quá đẹp luôn ha. Bộ đế và điều ha chị ơi. Cắm cắm xuống không ha. Đế hay nó gom củ không đế luôn hả cô chú anh chị. Họ Hương già mùa chị ơi. Quá trời đỉnh luôn. Một bo một cái mạnh cực kỳ luôn á. Dạ. Hoành là 26 hả chị? Dạ 26. 26 hoành ha. Tổng cái hoành đế là 70 ha. Cây này ghép lùng lực ha chị ơi. Chiều cao nó. Chiều cao 1m08 ha. Ngang là 1m3. Rồi cây này nó phô nó lùng lực đẹp lắm chị. À, giờ ghép nó lên rồi bích bùng ha. Có một bo nó mạnh vậy ha chị. Già mùa 5 mùa ha. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị là 3.900.000 ha. 3.900.000. Bao xếp tặng chậu của chú anh chị ha. Cái tàn tùm lum luôn á cô chú anh chị. Quá trời dữ luôn, hai người ôm luôn á. Qua bỏ nó nút. Đó, hai người ôm luôn ha. Tàn nè ha. Dạ. Quá dữ vòng quay ha. Chỉnh sửa rồi hết chú anh chị ơi. Vô dây rồi tháo ra ha. Năm mùa của chú anh chị. Chi cành nhạo hết nè ha. Cây này gì hả? Đo thử. Đó giờ mới. Đó giờ mới thấy luôn đó. Bán 7-8 năm rồi mới thấy cây này ghép một bo mà nó mạnh vậy đó. Ghép là 15 chị, 16, đến 15 thôi á. Mới ghép nữa ha. Có một bo một duy nhất luôn á. Quá dữ cây này luôn chị ơi. Già dữ lắm, già luôn ha. Dạ. Người này chơi tết là vivo rồi cô chú anh chị ha. Rồi chụp hình không? Một cây cúc họ Hương luôn vậy ơi. Dạ cúc họ Hương hàng vô sai nguyên cái nồi. Cây này cũng già mùa hả chị ơi. Cây này hai mùa, tết này nữa ba mùa hả chị. Mà cắt cán nhựa liền à. Thân lát trắng long luôn cô chú anh chị nha. Bữa đế hỏi chê hả chị. Đều bốn mặt luôn ha. Dạ rồi, em xin số rồi luôn nha. Hoành là 21 rồi ha. Tổng hoành đế nó là 90 ha. Thân lắc đẹp. Chiều cao 80. Ngang là 87 ha. Rồi mã số 9 giao lưu vậy là 2.600.000 ha. Dạ thọ Hương già mùa nha cô chú. 2.600.000. 2.600.000. Dạ mã số 10. Số 10 nha. Một cây thọ Hương luôn ha, già mùa nha. Cây này nói chung là vô dây rồi chứ. Tháo ra ha.
giờ mình về hỏi vô nữa ha, nó đều hết rồi ha, về mình chỉnh sửa sơ sơ lại là được ha. Cái thân nó dặn lắc cũng lắc lắm nha cô chú anh chị, bé còn để bự bự lực lắm luôn á. Để đỡ đi, chút tôi sắp mấy kia lại nữa. Hoành là 23 ha. Tổng hoành đế của nó là 94 ha. Chiều cao là 80-85 ha. Ngang là 1m08 ha. Rồi mã số 10 giao lưu anh chị là 2.700.000 ha. Dạ 2.700.000. Cái hộp này là hộp cho chú anh chị. Tiếp theo mã 11 của chú anh chị ơi, siêu bọn mình lại anh chị ơi. Rồi cây này ghép. Ừ. Ngày ghép vô mai tảng vô cây. 8 tháng rồi chị ơi, 8 tháng rồi. Cây này cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi, dạ. Đều gan luôn ha. Nó già cưới chưa mà nha cô chú anh chị ha. Thế thôi không được cốt cành nó đóng đều á cô chú anh chị, đế cũng khá đế luôn hả. Dạ em xin chút ra luôn anh nha. Hoành là 23 chị ơi. Chiều ba chiều cao là 1m05 ha. Ngang là 1m ha. 1m05 luôn này là tính 1m05 luôn chị ơi. Rồi cây này em giao lưu anh chị đây là 2.800.000 ha. Dạ 2.800. Mã số 11 ha, siêu bông mình lại anh chị ơi. Cây cực kỳ đẹp luôn kìa. Đều gan luôn ha. Và chụp dạ, cây mã số 12. Siêu bông mình lại anh chị ơi. Em còn cây 13 cũng chơi được cặp với cây này anh chị ơi. Dạ dáng trực tàn thông mà phong cao luôn nha. Một cốt luôn ha. Rồi, hàng này già cơi hết rồi, mình lấy voi nhân giống cũng được, mà chơi tết thì khỏi chơi luôn hết cô chú anh chị. Cái vàng xương tàn cũng khá là đều nha cô chú ha. Dạ, em xin số đo luôn ạ. Hoành là 23 nha. Chiều cao 1m2 ha. Ngang là 1m1 ha. Rồi mã số 12 giao lưu của chị là 3 triệu ha. Dạ. Một cái siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Nó đang đi thêm cây đợt mới á, đá mất cược luôn á cô chú. 3 triệu bao xếp đặng chậu hả chị ơi. Dạ mã số 13. Dạ, cái này như cái 13 siêu bông mình lại ha chị ơi, chơi cặp với 12 ok ha. Cắp nó ra đây hại đáy cây đó. Mấy cái này bo ghét nó cũng cỡ bằng ổ của trời nha cô chú. Già cơ luôn rồi. Tàn đều không có lép bên nào luôn cô chú vậy nha. Dạ cây này có đế nha, cá đế nha cô chú anh chị. Đều hết, đãi ra đều hết. Cái này hoành 27 ha. Chiều cao 1m2.
ngang 1m15 ha. Rồi mã 13 giao lưu chị là 3.200.000 ha. Dạ 3.200.000 nha cô chú. Cây này chơi cặp với cây 12 được ha chị ơi, lấy một cặp là như ý luôn ha. Dạ toàn đều không có lép bên nào luôn nha cô chú nha. 14 chị ơi. Lô này em về là còn là đồ cổ không à? Già mùa không à? Dạ. Cây cúc hoàng đế hả của chị ơi. Cây này hổm mới bị bọ chỉ ăn ha. Nay em xử lý nó đang ra cơ lại hả chị ơi. Cây này nè nó ra lại chịu không nổi nữa ha. Cái bo ghép nó liền làm chân á cô chú anh chị. Ở đây có dưới đây một nhánh là siêu bên mình lại hả chị. Dạ. Đây. Có một tấm này ha. Mấy bò ha, 1 bò, 2 bò, 3 bò, 4 bò siêu bò mình lại ha. Được 4 bò siêu bò mình lại ha. Đây bò nữa. 5 bò ha. Siêu bò mình lại được 5 bò ha. Dạ. Cái này một cây hai giống đó cái gì? Chậu kép. Chậu kép bự hơn một cái em ha. Có lá bự chảng luôn á cô chú anh chị. Cái này đoán như củ khoai mì vậy đó cái kia. Cây cổ không à, em xin số đâu luôn ạ. Hoành là 22 ha. Cúc hoàng đế hả chị ơi. Mấy giống này giờ hiếm lắm ha. Hoành đế nó 49 ha. Chiều cao 1m4. Ngang 1m16 ha. Rồi, mã 14 giao lưu cho anh chị là 1.700.000 ha. Dạ. Chiều 700.000 bao xếp tặng chậu ha anh chị. Chậu là chậu 6 ha anh chị ơi. Dạ. Rồi, tiếp một cây số mã số 15 một cây 7 tầng ha chị ơi. Dạ. Đó, cây 7 tầng còn sót lại chị ơi. Này già mùa ha chị ơi. Cái này cũng lục ừ. Lực cái tàn quá khứ. Nó liền hết hả chị ơi, giống cây zin luôn rồi anh chị ơi. Ừ. 7 tầng ha, cây này dê ghép được 2 bò, 3 bò ha chị. Nó liền luôn ha, lùng lực nó liền luôn ha. Ghép 3 bò nha cô chú anh chị. Cúc 7 tầng bây giờ nó cũng còn hiếm ha chị ơi. Đây nó mới ghép lên đây ha, nó có này không sao nó liền nữa anh chị. Nó liền nữa có lỗ. Cái này đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Hàng nãy giờ già mùa về khó kiếm rồi chị ơi. Mấy giống. Em còn một cây cúc bi già mùa nữa. Cực kỳ luôn liền luôn, giống cây zin luôn ha. Người hoành 31 không chị ơi. Chiều cao nó là 78 ha. Ngang 1m3 ha chị ơi. Chiều ngang 1m3 ha. Rồi mã 15 giao lưu chị là 3.600.000 ha. Hoành 36 ha chị. Cây lùng lực đẹp già mùa ha. 7 tầng ha chị ơi. Quá trời cực kỳ đẹp luôn chị ơi. 3.600 là có chứ chị. Về kiếm mấy cây già mùa này không ra ha chị. Cái mặt ừ. Bàn vậy đó cô chú anh chị. Này không còn sửa gì ha, dẹp chú anh chị cắt cuôn xuống nó bằng hết nè. Nó ra thêm một cây nữa, cây sau mình làm nút được ha. Dạ. Dạ. Dạ mã số 10. 10 là 16 ha. Rồi, cây này là một cây cúc bi của chị ơi. Cúc bi này già mùa dữ lắm ha chị ơi. 6-7 năm luôn rồi ha. Nó liền hết nè, liền giống cây zin luôn chị ơi. Cây cổ thụ luôn rồi. Quá trời cây này ha anh chị ơi. Hàng này bây giờ kiếm không ra ha chị ơi. Nó liền cốt chân ha. Mới ghép giờ nó liền giống cây zin luôn à. Nhìn hết ra ha anh chị ơi. Cúc bi yên sinh nè. Cúc bi yên sinh là anh cô chú anh chị nào khoái lụm cây này là ha. Nó liền chứ. Cái bàn ghép này nó cũng liền luôn rồi nha cô chú anh chị
cái thân này nó già, nó chóc da, nó ra da mới bình thường hả anh chị, không phải là nứt không gì hết anh chị. Cây này là mạnh khỏe ha, này là nó thay da hết rồi, ồng bộ hết anh chị, còn dính một vài miếng thấy nó vậy, tưởng nó nứt không phải anh chị, quá trời copy luôn anh chị ơi. Cây này giờ kiếm không ra ha. Cái này mình thả đất mình trồng nó như cây ghim luôn rồi đó coi chú anh chị. Cây giờ em nói cây ghim cũng được nhưng mà không nói được ha chị, cái này ghép ha. Dạ. Bà già bảo vườn mới nói là 6 năm rồi. Năm nào năm nấy bông nó giữ dần luôn. Này hoành 25 ha chị ơi. Móc vô đây em đo, ê củ đế bỏ cái rễ, củ đế của nó, củ đế nó 45 anh chị ơi. Chiều cao khoảng 1m6 thôi, 1m7 tính 1m6 thôi, ngang 1m5 hả chị. Rồi mã 16 giao lưu của chú anh chị là 4.200.000 ha. Quá trời cái tàn luôn hết cô chú. 4.200.000 bao xếp đặng chậu anh chị ha. Cây này em ra bao xếp 200 mm hả anh chị ơi. Tự quá. Mấy này mới vô ghép là đã liền lẹt hết rồi nha cô chú, mà vô ghép bự luôn ha. Cây này mua về mới cây gin nữa anh chị, nhưng mà không có nói cây gin được ha. Copy in xin nè. Dạ. Biết bao lâu rồi mà thấy mấy cây già mùa này nha. Rồi mã 16 là mã cuối clip ha. Rồi em rất cảm ơn cô chú anh chị vừa qua ủng hộ em ha. Rồi mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ em ha. Dạ. Rồi rất cảm ơn nhiều. Xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.